close my eyes and I can see us. We are no why to say I do. My secret dreams I will come true. Your love, Daddy, I
Cho nên phòng vô thì anh cũng đúng rồi, anh xong được. Để hơi lau chút xa xôi cũng đến có một quà đặc biệt để chúc mừng hai cháu trong ngày hôm nay. Xin chào các bạn.
hai đứa đưa hai tay lên nhận. Rồi để cảm ơn bà nội cho một tràng pháo tay. Cái đường đây này ra hả? Mình nói cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ, mẹ trao quà cho con. Chú ơi, chú đứng lui một con chút chút. Chú đứng lui ra ngoài chút xíu một con nữa. Và đây cũng là cô dưỡng. Mỗi người quen xa xôi và hôm nay cũng về kịp và để chúc mừng cho hai cháu ngày hôm nay. Tới hai nhà nói không biết chưa. Và đây xin trân trọng kính mừng là kính mời quý vị bước về để nhìn món quà của chị hai cho cháu ngày hôm nay. Vỗ tay. Và đây tiếp tục cho dạ, đây là món quà đặc biệt của cô Bốn dành cho hai đồng hôm nay. Cô bác mình cứ khẩn trương trao nhiều quà, hai cháu mình cảm ơn nhiều, không sao, tốt. Dạ, xin kính mời giới thiệu, đây là bà Thiếm, à, cũng có món quà đặc biệt mừng cho hai cháu ngày hôm nay.